xin chào buổi sáng tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Thì hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Tôn Đức Thắng, ngày xưa là Cường Để, rồi bến Bạch Đằng. Đi thẳng hướng này chúng ta sẽ đi đến Thảo Cầm Viên, rồi Nguyễn Hữu Cảnh, đi đến khu Vincom, khu Triệu Đô hôm bữa đó, cách đây chừng 1 km thôi. Và nơi đây là công trường, đây là công trường Mê Linh. Nơi đây có rất là nhiều khách sạn và có tượng đài ông Trần Hưng Đạo. Thì hành trình hôm nay em sẽ dẫn cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng trải nghiệm một chuyến bớt sông, đi từ bến Bạch Đằng này đi qua quận 2. Hôm nay với sự tham gia của Nị và bạn đồng nhỏ ở trong kia. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi từ đây nha. Một chuyến trải nghiệm này cũng là một cái tour nhỏ để có dịp quý vị và các bạn đến Sài Gòn và đi trải nghiệm, đi qua quận 2, uống cà phê, ăn sáng hay là gì cũng được, vui vẻ trải nghiệm một chuyến buổi sáng. Ở đây có 4 cái bến, bến Bạch Đằng, rồi đi qua quận 2, từ bến Bạch Đằng đi qua Bình Hạnh, Thanh Đa, rồi đến Linh Trung, Thủ Đức. Thì mỗi chuyến như vậy là 15.000, 15.000 một lượt một người ha. Đây chúng ta thấy rất là nhiều người đi du lịch đây, ga tàu thủy Bạch Đằng. Đáng lẽ thì hôm nay là cuối tuần mình dẫn cô chú anh chị mình đi ăn sáng, nhưng mà hôm nay thì cả nhà ăn sáng ở gần nhà rồi, cái chỗ đó cũng có quay rất nhiều lần rồi, nên mình đi cái chuyến đi bớt xong ha, qua từ bớt này có một quán cù lao, giá vé giá tour nè, đây là quảng cáo tour du lịch thôi, còn giá vé nằm ở trên kia. Đa Bình Chánh 9 giờ. Nị ngồi đây. Ơi, ngồi trên nắng. Dạ. Dơ. Ủa, cái giờ đi là chuyến 3 luôn hả? Chuyến 3 là 10 giờ. Một ngày có 15 chuyến. Chưa đợi tới giờ mà được, bây giờ là mới 9:20, 9:40 thôi. Bây giờ mình mua vé đi. 10 giờ, 11 giờ, 11:40, 13 giờ, 13:30, 15 giờ, 15:30, 17 giờ, 18 giờ, 19 giờ, cứ bình quân 1 tiếng con chuyến. Bây giờ mình đi 10 giờ tới 10 giờ 15 là sẽ tới quận 2. 10 giờ 30 tới quận Thanh Đa, Bình Thạnh. Tới quận 2 thôi ha. Qua quận 2 thôi. Bây giờ mình vô mua vé nè. Hình như ở trong kia là không cho quay phim nên mình tạm dừng nha. Rồi đây chúng ta đã mua được 3 vé với 2 người lớn và 1 trẻ em thì bằng giá hết ha. Nếu mà trẻ em dưới 1 mét thì không tính vé, trên 1 mét thì sẽ tính một vé 15.000. Thì cái giờ giấc thì nó không có theo cái bảng lúc nãy mình xem, tại vì cái tuyến tàu ít chuyến, ít tàu nên thành ra khách lại đông. Nên mình sẽ phụ thuộc vào cái lượng khách. Nên bây giờ 9:30 mình sẽ đợi đến 11 giờ để bắt đầu có chuyến. Và 15 phút chúng ta sẽ đến
quận 2, bên Bình An quận 2. Ở đây bây giờ Sài Gòn rất là nắng, hôm nay Sài Gòn nắng quá. Rất là nhiều người ngồi đợi đây nè. Rồi chúng ta đợi chút xíu nha. Và đây là cái sơ đồ, sơ đồ những cái tuyến chúng ta đi nè, đi qua những cái điểm. Chúng ta được bến Bạch Đằng đây ha, chúng ta đi qua bến Bình An, và đây cách 15 phút. Và lên đây là Bình Chánh, bên đây là Linh Đông, quận Thủ Đức. Mình vòng về. Và cái thời gian sẽ phụ thuộc vào cái lượng khách. Mọi người đang chờ quá trời. Bây giờ chúng ta đợi một chút xíu nữa nha. Cái video này hơi là lâu đó. Chúng ta nhìn một thoáng ở cái bến tàu này, để biết đâu trong những hình ảnh này chúng ta lại nhớ về những ngày xưa, khi mà cái bến Bạch Đằng này còn những con đò, những cái thuyền bán hàng rong, đồ bán trái cây, với những cái hình ảnh rất là đơn sơ. Nhưng mà bây giờ thì mang tính chất hiện đại nè, nhìn container rồi cano rồi du thuyền rất là nhiều. Và đây là cái bến sông. Bến sông là một cái tên đặt theo cái kiểu giống như xe bến thôi, nhưng mà thật ra nó là cái phà. Cái phà có cái mái che vậy thôi, chứ chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là con phà thôi. Nhưng mà chúng ta ở đây chúng ta có một cái tuyến để đi qua những cái điểm du lịch. Đây là cái chuyến người ta mua vé trước nè, người ta mua vé lúc 10 giờ và đi cái chuyến 10 giờ nè. Còn chúng ta sẽ đi cái chuyến 11 giờ nha. So với những cái phà ở quận 8, ở bến Phú Định với giá vé 2.000 thì nó khác với cái giá vé 15.000 ở đây. Từ vì ở đây thì có cái mái che, mái lạnh rồi theo phong cách sang trọng hơn. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi xuống tàu nha. Bây giờ là 10 giờ 48 phút. Rất là đông. Mình đợi cái những người kia lên xong mình mới xuống. Đây là chuyến tàu lên. Ta đi xuống đây. Bạn đồng nhỏ đang vui, đang hí hửng. Lớn số 826375K. Sài Gòn qua từ bến xin kính chào quý khách. Tàu đi từ bến Bạch Đằng đến các bến Bình An, Thanh Đa lúc
tivi nữa nè. Có máy lạnh nữa. Đây bạn đồng nhỏ đây. Đâu rồi? Đâu? Dịnh nha các bạn té đó.
đi lên bến Bình An quận 2 thôi. Rồi lên. Rồi một số hình ảnh ở chuyến trải nghiệm bến sông đi từ bến Bạch Đằng đi ra đi qua quận 2 bến Bình An gửi đến anh chị và các bạn để chúng ta có một cái hình ảnh để tham quan nếu mà các anh chị bạn có về đến Sài Gòn này và bên Bình An này chúng ta có cái khách sạn Tân Hà Nam các anh chị thấy Tân Hà Nam màu nâu nâu đó. Rồi chúng ta sẽ ở đây một xíu rồi mình sẽ quay về bến Bạch Đằng lại nha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị bạn trong những video tiếp theo. Bye bye Đồng ơi, các bạn bà cô chú bye bye quay lại. Cái vé này có luôn nè, cái vé mình mua là 10 giờ 30, 11 giờ 30.